Rồi, chào các bác nhé. Một số bác bảo lên video những cái móc cũ thì đây. Cái này là 2m, 3m nha các bác. Thùng này trước là mở bừng hai bên mà trước là chủ nó hàn này luôn. Muốn mở bừng thì cắt cái này ra là vẫn mở được. Cái này để xài cầu à. Cầu cũng lớn, cầu 5 tấn ấy. Có số đảo nhá. Jeep 2 tầng nhá, Jeep Green, sexy ô tô nhá. Để bẩn em chưa rửa nó nhìn nó hơi bẩn, sexy đẹp lắm này. Bao cứng cho bác, xương đàn dày hết này. Sexy này U16 á, 14 16 16 á. 16 U ô tô đó nhá, U dập thôi nha các bác. Này, các bác nhìn đằng sau này biết này, cái cảnh này là biết U dập này. Cầu này, cầu cực to, có búp xe đầy đủ hết nhá. Búp xe nắng hơi đầy đủ hết. Thùng này có vỉ đầy đủ nhá. Thùng này thì có 2m, 3m thôi. Sexy to, cầu to, có số trợ to. Số chính, số lớn nhá. Để bẩn mới châm nhớt lên chưa rửa. Bác là mua để em vệ sinh em sơn rồi nhá. Hai mét, ba mét nhá. Thùng này thì em bán 58 triệu nha các bác. Tiếp theo đến một cái thùng này. Thùng này 60 triệu này. Cái kia 58 là do đợt trước có cái anh kia anh lấy xong xong anh lại đổi lại cái móc mới thì cái xe giờ anh không thích rồi anh muốn đóng móc mới luôn nên mới hạ giá trước cái to kia. Lúc bữa trước là em bán sau mấy triệu rồi. Đó, giờ người ta chịu lỗ rồi thì mình sẽ lấy cái tiền đó mình trừ vào, mình lại hạ xuống. Còn thùng này thì 2m, 3m. Còn phải cầu 3 thân rưỡi nha, cầu 3 thân rưỡi thắng hơi nhá, không có lóc kê đâu. Bác nào thích bắt lốc kê thì bắt được, có bầu lốc kê 4 con lốp rin mới 90%. Lốp rin không phải lốp đắp thôi nha bác. Thùng này đẹp chưa sơn, sơn này nhìn nét lắm. 825-16 nha. Số cũng xài số lớn hết nhá. Có lắc léo đầy đủ hết. 2m, 3m. Sexy thì cái này sexy u đóng là U12 3 thớt, xương đan dày. Bao cứng nha các bác, chở 7-8 tấn thoải mái. Cái này thì em bán 60 nhé. Đây có mấy cái đầu xe đang dò này. Ngày nay thời bên em nó nghỉ không làm. Mấy xe TA 450, 455 cabin bác nào cần thì lấy. Đây 450 này. Mới về chứ dò. Thùng này mới rửa xong đang dò sơ sơ rồi này. Thùng này thì 2m1, 3m1 nhá. Cũng lốp đôi thắng hơi. Sexy thì con này sexy U14 2 thớt. Bình hơi thắng hơi lốc kê đầy đủ hết nhá. Cũng số lớn, số 5 tấn số lớn hết. Đấy. Nói chung cái nào bên em cũng không được hết. Thùng này thì có nó bị hư mất mấy cái tôn này, đây em cho thở nó hàn đắp lại. Tôn nó mục mấy chỗ đó, còn lại mới thành thiết mọi thứ là còn đẹp. Mài trà sơn nữa là đẹp, thay 4 quả lốp nữa. Thùng này sẽ bán tầm 60 quay đầu. Các bác cứ đến cái nhà mua theo đầu xe hay mua riêng mua rồi gì nữa. Thực tế thì nó dễ thỏa thuận hơn. Lốp em sẽ thay lại nhá, lốp này nó mòn hết rồi. Thắng hơi đầy đủ hết. Số lớn đồng hoàng luôn. Còn bác nào à, muốn đóng móc mới thì có đầy đủ hết. Móc mới thì em đóng móc. Móc mới thì bên em có cầu số ben đầy đủ hết. Thích cái là lên thùng tôn này, tôn 3 ly này. Cầu số có sẵn hết rồi nhá. Thằng hơi. Cầu bãi đấy các bác. Số này, số 5 tấn này. Số 5 tấn số chậm nhá. 19 này, đặc cơ 19 là số chậm nhá. Đồ ăn để sẵn hết. Này. Cái này do để đây mấy đồng chí cái rửa nó bán bùn nên văng đầy như nó bẩn. Cái này cũng vô dí vô đồ hết rồi để chuẩn bị lên móc. Cũng nằm chờ vứt đấy thôi. Khi nào có thời gian rảnh em mới lên, còn là thời gian chính em để dọn xe đó. Bác nào thích chơi mâm 16, mâm 16, thích chơi mâm 20 có mâm 20 luôn rồi. Cầu 3 tấn rưỡi lắp trong mâm 20 này. Có 4 quả này, chưa có lốp thôi. Bốc là mâm 20 này. Bác nào muốn lấy tờ lấy đồ có tờ hết nhá.
trời này. Để cọc 10 triệu. Láp với hộp số đầy đủ hết. Cáp thì cáp cũ nha. Bác làm muốn mới thì về thay cáp mới. Còn tời nó đang còn ngon hết. Rồi, chào các bác nhé.